quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có thể nói là đi từ cái chiếc đoạn kia xuống đi xuống nhà quần khá là mệt cô bác. Thời tiết hôm nay thì khá là nắng nóng. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là đi vào nhà của em Quân để vào và chia sẻ những cuộc sống hàng ngày của em Quân cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cũng biết về cái hoàn cảnh của em Quân cô bác. Và trong thời gian qua thì cũng phải rất là may mắn khi hai anh em có duyên gặp nhau và cháu Lực cũng chia sẻ hoàn cảnh của em Quân lên, và em Quân cũng có duyên với tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và Mạnh Thường Quân nữa. Không biết hôm nay đi xuống nhà em Quân thì Quân thì có ở nhà không cô bác. Thời điểm này thì em Quân hay đi làm gì đây? Em đang lấy hạt chẩu. Lấy hạt chẩu á? Thấy Quân thì đang trèo lấy hạt chẩu trên này cô bác này. Đi lên trên này lâu chưa? Em lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Rồi. Cái chỗ cái chẩu này có phải cái của nhà em không? Có ạ. Có à? À. Không mặc áo dài tay đi à? Không. Hạt chẩu này chắc là em Quân là mang đi để đi bán cô bác. Treo cẩn thận nhá. Vâng. Lấy được nhiều chưa? Lấy được nhiều à? Lấy được nhiều à? Đây là lần hai rồi, lúc đấy em lấy đi về nhà một ít đi. À, vừa rồi là lấy đi về vào trong nhà. À. À. Cái này nó không rơi ở góc à? Không. Mình phải treo lên để lấy à? Ừ. Nhưng mà cái quả mà nó rơi ở góc thì có nên lấy không? Có. Có à? Ừ. Cái đấy thì mang bán là quả hay là dùng nguyên hạt nó bán rồi? Lấy hạt thôi. À? Nguyên hạt nó thôi à? Ừ. À. Bẻ khó đấy nhờ. Ừ. Ông bà thì có ở nhà không? Lúc đấy em đi thì mới bảo ở nhà ông thì sáng đi lấy củi sao chưa về. À. Thế còn là bé Hiếu đi học hay là ở nhà? Sáng bé Hiếu vừa đi học, lúc đấy sáng nay em nhặt thì nhận được xong là mình nhớ em đi học thì em ra đón, xong em vừa mới lên lấy hạt chẩu. Cây hết rồi à? Đó. Em một cái cây chẩu bè bè tí thôi cô bác này. Quân thì leo trèo tít lên trên kia để bẻ được những cái hạt, những cái quả chẩu mà đi xuống. Đây rồi anh, chào Quân nhá. Đây đeo anh ạ. Đeo cái này vào đi, mình nghe rõ được. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đây vừa rồi thì lấy về xong rồi về nhà tắm à? Vâng. Xong lại lên đây à? Vâng ạ. À, đi nhặt những cái quả này à? Vâng. Cái này thì mang về mình mới té lấy hạt nó ra à? Vâng ạ. Được nhiều chưa? Cũng được nhiều ạ. Được nhiều à? Vâng. Thế này thì mang đi đâu bán? Lấy lên chợ trên kia. Chợ trên kia để bán á? Vâng. Này bán xong mà lấy tiền để làm gì? Em lấy tiền để đưa em đi học thì sáng mới có tiền mua đồ ăn cho em. Sáng mới có đưa đồ ăn cho em à? Vâng ạ. Thấy em khác đi thì họ đều có đồ ăn. Mỗi em không có, mỗi em gái của em không có thì em phải đi kiếm tiền để lấy đưa cho em đi học. Mới có tiền cho em. Ồ.
trong nhà thì thực phẩm này, như này kia thì còn không? Hay là hết rồi? Còn ít ạ. Còn ít thôi à? Vâng. Thế để ngày mai anh lên thì anh sẽ mua thêm thực phẩm cho em. Vâng. Và trong kia còn à? Vâng. Cái chỗ mà chỗ sắn này là của nhà em đúng không? Vâng ạ. Sau đi vào rừng thì mặc áo tay vào, đội mũ vào nhá. Vâng. Hôm nọ thì em có mũ không nhỉ? Hôm nọ ấy. Có ạ. Có à? Vâng. Hôm nọ mũ cũng được các bác gửi cho đúng không? Vâng. Ôi đây cái quả gì đây này? Đẹp đẹp này. Quả đấy quả gì đấy Quân? Quả đấy không ăn được đâu. Quả đấy không ăn được à? Vâng. Ok, đây có phải cây chẩu đâu? Đây là hạt sở ạ. Hạt sở à? Vâng. Cái này cũng là người ta mua à? Vâng. Thu mua hết à? Vâng ạ. Ui, muốn tìm nữa. Cái gì? Tổ con gì ấy? Tổ con chuột. Chuột á? Tổ con chuột đây, con sóc ấy chứ. Ui, cái chỗ cành chân em giẫm cẩn thận nhá. Vâng. Cành bé tí đấy. Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Quần này phải nói là rất là căng thẳng của bác. Ôi cẩn thận nhá, cái anh đấy. Vâng ạ. Đấy, thấy đưa em đi học, thấy các bạn có tiền mua kẹo ăn hay là mua đồ gì đấy để ăn sáng cô bác. Thấy em không có tiền thì em Quân đi vào rừng để nhặt những cái quả chẩu này, xong là cái quả này nữa để về mang đem đi bán. Cái này thì người ta thu mua là khô hay là tươi? Khô ạ. Khô à? Vâng. Thì mang về mình phải phơi để cho nó khô à? Vâng. Đây bao tải đây. Quả này ra chưa? Ra rồi. Ra rồi. Vâng. Cây sau mộc này gai đâm rất là đau nhá, thật nhá. Vâng. Sau đi thì nhớ mặc áo dài tay đi nhá. Vâng. Lúc đấy em tắm xong em quên. Tắm xong quên à? Vâng. Thiêu thao đúng không ạ? Thiêu chứ mà. Này túi gì đây? Mật ong ạ. Túi mật ong á? Vâng. Đi đâu lấy về? Đây em sang rừng kia lấy. Sang rừng bên kia lấy à? Vâng ạ. Thế nhưng mà đi lấy mật ong này không có đồ bảo hộ gì à? Không, hôm trước. Tổ hôm trước em nói bảo là em thấy. Thấy á? Vâng. Nhưng mà tổ này nó là cái phải mật ong hôm trước hay là mật ong khác? Đây là mật ong khác thôi. Lúc đấy nhìn nó có một ít, em lấy về một ít à. Về một ít á? Đâu lấy ra anh xem nào. Này lót bao nhiêu cái túi bóng ấy? 2-3 túi. 3 túi à? Vâng. Mở ra xem nào. Rồi đi lấy cả, đi tìm hạt chẩu xong mà lấy cả mật ong nữa này. Mà đi thì không có đồ gì bảo hộ đi theo cô bác. Nó đốt, lấy nó có đốt cái nào không? Không ạ. Không á? Vâng. Em biết cách lấy mật ong à? Vâng. Và cũng để vào túi bông trắng này à? Vâng. Ở đây này cô bác này. Ở đây là những cái tổ, đây là những một chút mật ong em Quân đi thu hoạch về. Ôi đây thì chắc được tầm 2 lít thôi mà chỗ này ấy. Vâng ạ. Em thử mở xem nào. Đây em thử lấy cái túi bóng ở đằng đi thì không dùng bao tay à? Em hôm trước em quên mua. Chứ lên dùng cái túi bóng này à? Vâng. Đâu lấy lên xem nào, mở to ra nào. Rồi. Ui, rất là nhiều mật này cô bác này.
Cái này thì có phải mật ong không phải mật ong không nọ đấy chứ? Không ạ. Ừ, rất là ngọt đấy. Ủa đây này, con nó bay sang đây sao ấy? Ừ. Ở đây có bạn, đây là một chút mật ong mà em Quân đi vào để lấy này. Mang này thì mang đi bán à? Vâng ạ. Ủa đây này. Ủa mật ong này có vẻ là cái tổ nó to hơn đấy nhỉ? Vâng. Ôi. Sáng nay em lấy đốt xong à. Cái đằng cho nó nè. Cái này cho á? Cho nó rơi vào một ít. Cho rơi vào một ít à? Vâng. Nhưng mà cái này mình lấy xong thì nó còn ở không? Không ạ. Không ở á? Vâng. Đây mình không lấy được cả tổ nó về nhà à? Có, hôm trước lấy được về một tổ. Đây em thử vớt vớt lên cho các bác xem một chút màu mật ở trong em nè. Vâng. Yeah. Vâng. Mật ong này rất là đặc sệt đúng không bác này? Mật ong này rất là thơm đấy nhỉ? Vâng. Chỗ này thì chắc giờ đó tầm được 2 lít này. Bóp chỗ này thì nếu mà bóp ra nó thì chắc là có thêm đây này. Vâng. Đấy, ở đây thì nếu mà cháu Lực mang về các bác thì sẽ cháu Lực sẽ không có để vắt nữa, để cho nó tự dốc cái mật nó ra thôi. Nếu mà bây giờ mà để vắt thì nó sẽ bị nát hết này. Đây thì còn cái lỗ mà li ti này các bác này. Cái mật ong này tự mang đi bán hay cũng để anh mang đi bán như lần trước? Lúc sáng nay em lấy được, em định gọi anh rồi xong em lại quên gọi. À. Thấy anh về thì tí em nhờ anh hộ em bán. À, thế thì anh mang lên trên kênh bán cho các bác nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì nếu mà có cô bác anh chị nào mà muốn quan tâm tới mật ong của em Quân hay cô bác thì có thể điện thoại cho cháu Lực qua cái số điện thoại trên màn hình. Thì cháu Lực sẽ gửi những cái lít mật ong nguyên chất tới cho quý ông bà, cô chú, anh chị. Cái này thì theo như anh nhìn là không phải là mật rừng đâu. À. Đây là mật khoái đấy. À. Tổ nó làm ở trên cao hay là tổ làm dưới đất? Cao. Làm trên cao à? Vâng. Trên cây cao à? Vâng. Ồ. Thế bây giờ anh thấy con nó nhiều quá thì bọc vào đi. Vâng. Mày gói rất là nhiều lớp túi bóng ấy. Vâng. 3 4 lớp à? Có bị đốt phát nào không? Không ạ. Không bị á? Vâng. Nó có 2 cây ở gần ấy. Thì em treo ra cây bên kia thì nó nhìn không thấy. À. Đây là mình mang nó buộc xong là mình mới buộc hết xong quanh tổ nó xong mình mới chọc xuống à? Vâng ạ. À. Thế phải hơ qua lửa để cho nó chạy, con nó chạy hết à? Vâng ạ. Cái chỗ tổ này thì em không nói, em nhìn thấy từ lâu rồi đúng không? Vâng ạ. À. Em lật cái túi bóng lại, đấy. Lật cái túi bóng lại, đấy. Xong rồi để vào đấy. Đó. Ông nào thì chắc là cháu Lực sẽ mua cho em Quân thêm một chút túi bóng này, một chút găng tay nữa để lúc mà em đi lấy thì có thể là dùng bao tay để lấy luôn. Cái này thì bây giờ mà mang bán thì phải được em để em bé Hiếu ăn sáng à? Vâng ạ. Hạt chẩu này cũng thế à? Vâng ạ. Thôi. Nếu mà lúc nào đi thấy tổ ong thì không cần nhặt hạt chẩu nhiều, bán mỗi tổ ong cũng được. Được cho em được 2-3 tuần. Cho em được 2-3 tuần à? Vâng. Em Hiếu thì bé Hiếu thì vừa mới đi học được hơn tuần rồi nhỉ? Đi học thì bé Hiếu mà đòi mua bánh kẹo nhiều thì cũng đừng dạy em là dạy ăn bánh kẹo nhiều. Nhá. Mà chỉ thấy bé Hiếu tội nên em mua cho. Em chỉ thấy bé Hiếu tội thì em mua cho thôi. Thấy bé đi qua thì tội à? Tội là thấy bạn bè có thì bé Hiếu không có à? Vâng. Có. Thế bây giờ còn đi nhặt hạt chẩu thêm không? Có. Có à? Thế mật ong này bây giờ để đâu? Bây giờ cũng cầm theo chứ. Vâng. À, thế cầm theo đi. Không tí để đây lại mất đấy. Vâng. Thế mật ong khoái rừng này thì
sẽ có công dụng rất là tốt luôn các bác ạ. Ra bên kia có à? Cái mật ong khoái rừng này thì sẽ có công dụng rất là tốt luôn các bác, giúp chữa trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp này, như hoa, như ho, viêm họng, ngọt giọng. Đấy, nó sẽ giúp cho mình sẽ có giọng trong hơn. Ui ôi, em quên gọi thật. Ủa chỗ này có đường đâu Quân? Không. Này gọi là làm men theo cái cây dại dại để đi đó chứ? Vâng. Quân đi trèo thật nha rồi đấy. Vâng. Trèo lên rất là cao của bác ạ. Một cái cây mà cái chảo mà gốc nó bé bé tí thôi. Có vẻ như là cái việc leo trèo này thì rất là quen thuộc với em Quân rồi. Thì thành ra là em ấy trèo được cao như vậy. Vừa đi lấy cái hạt chảo này, xong là vừa lấy thêm cái cả hạt kia nữa, xong kèm theo thêm là một chút mật ong nữa này. Ở đây thì em Quân có bảo với cháu Lực vừa rồi thì em mới có bảo là ui rồi thì em bảo là mang đi bán để lấy tiền là cho em đi học. Cái đây có nhiều không? Có. Ui dồi. Để đi kiếm được những cái hạt, những cái quả chậu và như vậy thì mang đi bán thì cũng không phải là đơn giản đâu các bác. Phải đi trên thì em Quân để đi kiếm được những cái hạt chậu này, những cái cân quả hạt chậu này đi bán thì cũng không phải là đơn giản đâu các bác. Phải leo trèo cây rất là cao, đi từ sáng tới chiều thì mới được tập độ đâu đó tầm 10 cân về. Mang về còn phải té hạt, xong thì phơi khô lên thì mới đi bán được. Vừa rồi đi lấy mật ong thì trèo cao hơn chỗ đấy hay là cao hơn nữa? Cao hơn ạ. Cao hơn nữa à? Vâng. Quân thì trèo như khỉ luôn rồi cô bác. Cũng cẩn thận nha Quân nha. Vâng ạ. Ở lô mà tiêu văn lô. Nó tiêu văn à? Đi hôn đấy à? Rộng ràng lắm mọi người à? Để về em ta à? Thế mới cho tiêu văn. Hả? Mới cho tiêu văn đều rộng lòng ấy. Ở lô khách sông nó cứ không khó khăn. Hết chưa? Quả cây này hết chưa? Hết rồi. Ui, khá sâu nữa cơ. Để kiếm được những cái hạt chậu này cũng không phải là đơn giản đâu nhờ. Vâng. Nhưng mà có cây to không? Có cây to để trèo không? Có. Có à? Vâng. Anh thấy từ nãy đến giờ toàn em trèo toàn cây bé thôi. Em Quân thì là một cái cậu bé mà phải nói là rất là chịu khó này cô bác này, để có được những cái đồng tiền mà đưa em đi học. Thì em phải là gọi là làm tất cả mọi thứ, phải hy sinh cái bản thân của mình rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì có vẻ như là Quân lấy được một chút mật ong thì vui rồi nhỉ?
Vâng. Mật ong này thì nếu mà mang đi bán thì bằng 10 cân chưa? Hơn ạ. Hơn à? Vâng. Ừ. Ôi, cái chỗ này thì người ta đào cái gì đấy? Đào. Đây à, đây chắc là đào, đào đấy cây măng này. Vâng. Cái cây cao này có không trèo đâu chứ, đúng không trèo nhá. Vâng. Cao quá đấy. Nó rụng à? Nó rụng rơi xuống à? Vâng. Ôi đây là nấm, nấm gì đây Quân? Đây có nấm gì này? Nấm đây có ăn được không? Không ạ. À, đây chắc là những cái chai mà hôm nọ em mang đi để đi đựng mật à? Vâng. Để nước uống. Để nước uống á? Vâng. Khát nước không? Đây, nước, nước, nước. Vâng. Này, đấy, uống nước đi. Leo trèo cây toát hết cả mồ hôi rồi. Đi từ nãy đến giờ thì có đói chưa? Lúc đấy em đây, ăn một ít chưa? Ăn một ít á? Vâng. Anh nếu mà đói thì mở cái cặp anh ra để lấy, để lấy một chút thạch đi, để ăn đi. Vâng. Gọi là đi vào trong, tít vào trong rừng rừng này có bác này. Và vào trong rừng này thì chỉ nghe được những cái tiếng, tiếng mà dế kêu này, nào là ếch kêu thôi, run kêu thôi. Đấy, ăn đi. Đây ăn thêm một, thêm vài cái này để lấy sức để mà con á. Bạn này má ở bạn. Đây ăn cả cái đấy đi. Được. Anh còn cho em xin một ít để đi cho em hiểu ạ. À, thì cứ ăn đi xong rồi tí anh lấy ở đây cho này. Đấy, em Quân thì có miếng ăn thì không quên đến, không quên bé Hiếu, còn phải là phải để gọi là để phần cho bé Hiếu nữa. Được, bây giờ thì lại tiếp tục là đi tìm những cái được hạt chậu rồi. Vừa rồi thì em mới lấy được có một ít thôi, kèm theo là đang xách thêm một chút mật ong đây cô bác này. Cái chỗ rừng này thì không phải rừng của nhà mình đâu chứ? Có. Có à? À đây là rừng của nhà mình nhá. Nếu mà mình đi rừng nhà người ta thì người ta cho lấy không? Không ạ. Không á? Vâng. Thế thì vừa nói em đi lấy mật ong thì đi lấy ở rừng nhà ai? Nhà họ chứ. Nhà họ à? Vâng. Cái rừng đấy thì ít người đi hay là nó là có đông người? Ít thôi ạ. Ít thôi à? Vâng. Cái đây à? Cái mật này? Vâng. Cái đây Vi có sợ mất không? Không ạ. Không sợ đâu nhá. Vâng. Ui này con bác này đang chết nữa. Hả? Có không? Không. Ôi, anh thấy kia có bà đang làm gì kia? Chắc là có ai đã mang. Ồ cái bác ở trên kia thì đi vào thít trong rừng này để sửa thử nước này của bác này. Phải nói là kéo nước rất là xa. Hà Lan cùng mấy chồng mới hiểu hả? Được rồi đây à. Ở vị khái à này. Lan ở vị khái chứ mẹ. Vừa rồi thì em Quân có xin bác là cho cháu nhặt cái quả chẩu. Đây thấy đây có một quả này Quân. Được. Kìa. Kẹp vào kia kìa. À không phải, không phải, không phải, không phải. Không phải đâu. Cái lá nó thôi. Đi tìm hạt chẩu mà nó rơi xuống đất đấy cô bác. Không phải là bới. Rồi khu này hình như là người ta nhặt hết hay sao rồi? Ừ.
Ở bên đây không có cây nào rồi. Cây này cao lắm, không trèo đâu. Cây bé tí. Nhân cha này hơi tua và chưa làm tua luôn. Ôi, tua bị yếu. Bé yếu hơi dễ à? Cái tơ mi lệ. Cái quần thì đang hái thêm một chút là chè đấy các bác. Ở đây thì có một chút cái chè này. Chè này đi hái về làm gì quân? Lấy về cho ông, cho ông đỡ phải mua. À, lấy về cho ông đỡ phải mua à? Quân này cứ lên trên rừng là nhìn thấy cái thứ gì mà dùng được thì mang về các bác. Chỗ này thì có thể nói là cách xa nhà rất là xa cô bác này. Vừa rồi chân lực có gặp một cái bác mà đang đi sửa nước nữa. Ở đây thì bà con này có bác này kéo nước đi rất là xa, chỉ mang có những đoạn thì là cái ống nhựa màu đen này, có những đoạn thì cái ống nhựa mà màu trắng này, hình như có vẻ là rất là nhiều đoạn này cô bác này, như cô bác này nhìn thấy chỗ này này. Năm bộ bé tầm á? Năm mà tầm á xin đi tầm á? Tiết lộ xe nữa? Ồ, cái ô đồ bác rồi kìa. Rồi. Vừa rồi bác bảo là đi kéo nước rất là xa này. Này cho nắm bồ bố nè. Này đây nắm khuy, cái tờ cho nắm bồ đấy, cái tờ cho chứ nữ ba. Ồ, cái nguồn nước này cũng là nước nước sạch này cô bác này. Như nhà em sử thì nước thì ở ngay sát cái nền nhà mới của nhà em mới đào luôn. Còn nếu mà không có thì phải đi kéo rất là xa. Đi lên trên rừng gặp những cái nguồn nước nào thì kéo về thôi. Quân thì vẫn còn đang miệt mài hái chè này. Mấy nhàng cha mà này vẫn xin cho tôi ngu mà nôn phải này ngu xóa. Là xin nôn tôi này. Mì ra đi. Ừ, bán ba đúc dũa hả tỉnh mà. Ồ. Quân thì vừa kể với cháu Lực là hôm nọ ở đây chỗ này có rắn này này. Cái rắn lục xanh ấy. Hôm nọ đây em gặp ở cây nào? Cây này. Cây này á? Vâng. Ui à. Cái rắn này cẩn thận nhá, đi vào rừng thì rất là độc đấy. Vâng. Nó ngụy trang rất là giỏi đấy, rắn đấy. Vâng. Ôi sao hái già đấy? Không có, đây là chỉ xin thôi, không dám lấy thôi. À là mình xin cái lá già này về để uống chè thôi đúng không? Vâng. Cho ông à? Vâng. Chỉ cho ông. Thế bây giờ mà lấy cái ngọn chè thì người ta không có cho ấy cô bác. Cái bác vừa rồi là bác là đất của bác là đây à? Vâng. À. Hôm nay đi rừng thì tính là kiếm được bao tiền, tầm bao nhiêu tiền? Chắc đây hạt trầu thì được một ít, còn mật ong thì chưa bán được thì em chưa biết ạ. Chưa bán được chưa biết à? Vâng. À. Ở đây thì nhà em không đi kéo nước ở trên này đi à, xuống à? Không ạ. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà đi kéo thì có chỗ để kéo không? Không ạ. Không á? Vâng. Đây là họ lấy hết rồi. Đây là họ lấy hết rồi à? Vâng. Ôi sao có vẻ là cái đường, cái chỗ mà rãnh nước này sạch thế quân? Sao? Sao cái rãnh nước này sạch thế, như là mưa to à?
Vâng ạ. Đêm qua thì có vẻ là mưa rất là to các bác ạ. Nhưng cái đường nước, rãnh nước thì nó đã bị gọi là bị sạch, rất là sạch rồi. Mưa to nó quấn hết cả đất, cả rác đi, rất là sạch. Ui, cây này to đấy này. Cây vầu. Cây vầu này. Cây măng đắng này, rất là to. Ây dồi ôi, trơn lắm là đường này. Sáng chưa á? Hả? Sáng chưa á? Bây giờ á? Ừ. Không biết là mấy giờ rồi. Ui, nước người ta kéo xa phết nhỉ? Vâng. Ui dồi. Bà con ở trên này thì đi kéo nước là rất là xa này cô bác này. Ồ đây anh tưởng, anh ngửi thấy cái mùi gì thơm thơm ấy nhỉ. Ui, mỗi lần em Quân đi tìm hạt chẩu ấy cô bác, không phải là đi một lát là về đâu, đi cả ngày luôn. Nếu mà em đi một ngày đi tìm thì được tầm bao nhiêu cân, được một yến không? Không ạ. Không á? Ở đây thì rừng già thì mới có những cái cây quế rừng này này cô bác này. Cái chỗ này là đất chung rồi đúng không? Vâng. Mang về làm gì? Để nấu ăn. Cây này để ăn á? Vâng. Ăn như nào cây này? Ăn mùi lói nó thiệt. Ăn mùi lói á? Vâng. Để không mọc ba mà bỏ ma được. Đi đúng không? Từ sau đi rừng cầm thêm dao một con. Vâng. Thấy cái gì thì mình lấy được thì mình lấy cái thứ đấy. Vâng. Đây Quân bảo là mang cái này về để nấu ăn này cô bác này. Ui giời. Và người tắc liệu biểu. Mà than này chín vào. Chưa. Ha khó chịu mà. Cái này ai bảo ăn được? Cái này trong nó lói nó ngọt lắm. Lói nó ngọt à? Ăn sống được không? Có á. Sống mới ngọt. Ừ. À đâu? Trong túi anh có một con dao này. Trong túi anh có một con dao, lấy đi. Túi ra. Đây, ở ngăn ngoài nhất này. Đấy, ở ngăn ngoài nhất. Thấy chưa? Rồi. Con dao bé bé đấy. Đấy, còn con dao đấy thì có thể là chặt được là chuối này. Chặt được cái chuối này. Đấy, xác không? Có ạ. Nào, đây, ngươi. Ôi, đây tổ mật ong em cất đi chưa? Rồi ạ. Tí lại mất cả ngày, cả buổi em đi lấy mật ong đấy. Đó. Đâu bây giờ ăn rồi, lói nó à? Đó. Dao đấy cầm cẩn thận nhá. Đó. Lần sau đi rừng thì cứ xác định mà đi thì cầm thêm dao nhá. Cầm thêm dao này, thêm một số đồ nữa mà em đi rừng. Lúc đấy em đi vội quá, sợ họ đi nhặt trước đây. À, sợ họ đã đi nhặt hết rồi. Vâng. À. Thì em mới quên mang vậy. Thế em đi rừng cái này, em đi lấy tổ ong này thường xong thường lấy những cái hạt gì nữa? Dạ. Bảo em đi rừng cái này thì thường đi tìm những cái hạt gì nữa?
đi tìm hạt sử hạt trầu. Đi lên rừng già này có bao giờ gặp hạt mắc khén rừng không? Em biết cây mắc khén rừng không? Có. À, không ạ. Mắc khén một ngàn á? Bố, chứ cả ngay. Mắc hiểm à? Hiểm đóng à? Ô, mắc hiểm. Ờ, biết. Biết chưa? Biết rồi. Đấy, vừa rồi thì em Quân không biết là cái mắc khén đó là nó là bằng tiếng phổ thông là bằng cái gì ấy bác, chỉ biết là nói tiếng nùng thôi. Thế quả đấy thì có gặp không? Có. Có phải cây nó có gai gai kia không? Có. Tách vỏ nó cũng lâu phết đấy nhỉ? Vâng. Em mà nếu mà đi rừng mà bị lạc ở rừng thì làm cách nào để mình thoát được? Em đi đến đâu thì em bẻ cây đến đó. Bẻ cây đến đấy á? Bẻ cây à? Nghĩa là chứng tỏ là em Quân cũng đi rừng phải là nói là khá là dày dạng cái kinh nghiệm ấy cô bác. Em bảo là đi đến đâu thì bẻ cây đến đấy, xong rồi đến lúc mình quay trở lại thì mình cứ theo cái vết mà mình bẻ cây đấy đi thôi. Có vẻ là bây giờ mình vào sâu quá, thành ra là nó hơi tối rồi nhỉ? Vâng. Thế bây giờ thì cháu được ghi hình bằng cái máy quay thì có vẻ là nhìn nó sẽ hơi sáng một chút cô bác. Nhưng mà thật ra là nhìn rất là tối tối rồi. Ăn thế nào Quân? Bây giờ mình chỉ cần cắn luôn đấy, ăn xong rồi. Cây này thì có vẻ là có khá là nhiều nước ấy nhỉ? Đây, anh thử xem nào. Nước có vẻ là nước rất là ngọt cô bác ạ. Ngọt đấy, Quân ạ. Rất là ngọt. Đây cũng là một cái cách mà đi vào rừng. Nếu mà không tìm thấy cái nguồn nước nào cô bác này. Có những cái cây chuối rừng như này thì mình có thể là bẻ ra. Xong là nhai để lấy cái nước nó. Trái này được chút mùi nâu. Cây kia là bị thối à? Vâng. Lói nó bị thối à? Vâng. Nước ngọt đó nhỉ? Vâng. Em ai chỉ em mà cái cách ăn lói cây chuối này. Em được ông. Được ông là chỉ à? Vâng. Thế là hồi nhỏ là hay đi theo ông để đi trên rừng nhiều à? Vâng. Bây giờ thì ông đến tuổi ông không đi được rừng nữa rồi nhỉ? Vâng. Bây giờ lên trên này thì còn có cái cây chẩu đúng không? Mình vào trong rừng già thì còn cây chẩu không? Chắc hết rồi. Rừng già thì hết à? Thế tí mình lại phải men theo cái đường này bên kia. Nước ngọt sao mà mấy kén mà. Mấy gà? Dạ. Mấy kén à? Ê, hạt kén, hạt cắn. Hạt rổi. Ừ. Đâu? Đúng rồi. Ở đây có á? Ừ. Xa không? Ừ. Trên kia thì em Quân bảo là có một cái cây hạt rổi đó này. Thế cái cây này thì đến mọi năm thì em hay vào đây lấy à? Vâng. Thế xong rồi mang đi ra chợ để bán luôn à? Vâng. Em cứ
nếu mà lúc nào hôm nào rảnh ấy, em lên trên rừng xong em cứ đi đi thu những cái hạt này, cái hạt là mắc khén này, hạt dổi này nhá. Đấy, xong thì mang về anh để trên kênh không anh bán hộ không? Còn hôm nay thì em Quân đi lên rừng các bác thì thu được thêm một chút mật ong nữa này. Đấy, mật ong thì vừa nãy cháu Lực cũng đã ghi hình lại rồi. Còn nếu mà có cô bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong của em Quân thì có thể điện thoại qua cái số màn hình của cháu Lực thì cháu Lực sẽ bán hộ em Quân để đỡ phải em Quân phải đi mang chợ bán nữa. Ở đây thì nếu mà mình mang chợ bán thì mình mang ngồi đấy à? Vâng. À, nhưng mà ra chợ bán thì mình ngồi đấy thì người ta có thu phí không? Không. Không thu phí đâu à? Dạ. Nhưng mà anh thấy người ta bán đồ nhiều ấy, người ta thu phí mà. Dạ. Mình lâu lâu đi bán một lần thì họ không thu đâu. À. Thế mà ông anh mang đi bán hộ thì có gửi một lời nào tới ông bà không để cho ông bà mua không? Có ạ. con rất mong tất cả quý ông bà mua ủng hộ cho con để con có tiền đưa cho em Hiếu, để cho em Hiếu đi học, mua kẹo cho em giống như các bạn okay, của em. Em Hiếu đi học này thì hàng tháng này có phải nộp tiền vào đấy không? Nếu mình ăn cơm bây giờ mình chưa nộp giấy khai sinh thì nếu mà cho ăn thì được nộp ạ. Cho ăn thì được nộp ạ. Thế một tháng thì mình nộp bao tiền? 180.000. 180.000 một tháng à? À, nộp 180.000 một tháng thì nếu mà để mà em Quân đi kiếm cô bác có nghĩa phải tầm độ tầm có khi phải 2 ngày thì mới được đấy nhở? Vâng. 2 ngày làm sao mà được? Phải 3 ngày 4 ngày đấy. Vâng. Đi làm thì người ta giải em ngày 100.000 à? Vâng. Tháng nào đóng chưa? Nếu mà hôm nào đóng thì bảo anh nhá. Đấy, anh sẽ xin tất cả quý ông bà cô chú anh chị ở Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã gửi cái tiền cho em ấy, cái quý của em ấy, thì anh sẽ trích cái phần đấy ra để cho em đưa cho bé Hiếu để đi học nhá. Vâng, bây giờ chưa nộp giấy khai sinh gì, chỉ cho em học một buổi cho chưa buổi sáng. À, là buổi chiều là mình về à? Vâng. Đấy, thế thì hôm nào mà nộp giấy khai sinh thì bảo anh nhá. Vâng. Rồi anh đưa thêm tiền vào để đi nộp nhá, để cho em được ăn cơm ở đấy luôn. Nếu mà nộp giấy khai sinh thì mình chỉ được nộp mỗi gạo thôi. Nộp mỗi gạo á? Vâng. Bây giờ nộp thì mình cũng phải đưa gạo, nhưng mà không có giấy khai sinh như thế này thì bây giờ không có giấy khai sinh thì mình mới được nộp tiền. Nếu mà có giấy khai sinh thì mình không được nộp tiền đâu. À, là mình không được nộp tiền thì mình phải đóng gạo à? Vâng. Một tháng thì đóng tầm bao nhiêu cân? 10 cân ạ. 10 cân à? À, là một tháng là 10 cân à? Vâng. À, thế là mình phải mang gạo để trong nhà đi đúng không? Vâng. Thế thì cái khoản gạo đấy thì đừng mang ở trong nhà đi nhá. Vâng. Thì cái phần đấy bé Hiếu bao nhiêu, đóng bao nhiêu thì bảo anh nhá. Vâng. Thế rồi anh sẽ trích cái tiền quý của em ra. Đấy. Vâng. Cái tiền quý của em thì anh muốn là xây dựng cho em một cái quý để sau này có thể là nếu mà quý đấy được nhiều thì có thể là cất cho em một cái ngôi nhà mới hơn. Vâng. Để cho bốn ông cháu em ở cho nó ấm áp hơn. Vâng. Nhá. Còn nếu mà được đủ số tiền đấy mà chỉ đủ để sửa nhà thôi thì mình sẽ sửa nhà lại. Vâng. Sẽ làm lại nhà vệ sinh mọi cái cho em. Vâng. Đấy, như bây giờ thì anh nhìn thấy là nhà vệ sinh không có đúng không? Vâng. Đó. Nhưng mà bây giờ thì anh đang là một điều này. Cái điều mà không có cái nguồn nước sạch mà đến tận cái tách nhỏ nhỏ nhà em à? Không. Bên kia có thì họ không cho lấy. Bên kia có thì họ không cho lấy à? Vâng. À. Cái tách này bây giờ chỉ để cái nước bẩn bẩn thôi à? Xong là mang đi rửa chân tay thôi à? Vâng. À. Lấy nó cắm lợn với lấy làm nước cho bò uống. À. Hãy có gì đến lúc mà bé Hiếu đi học ấy thì có gì thì cứ bảo anh nhá. Vâng. Rồi chứ bây giờ mà để em cứ suốt ngày đi vào rừng xong kiếm tiền xong là làm sao mà đủ để bé Hiếu để mà đi học được. Ừ. Em còn phải là lo cho ông bà nữa. Ừ. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng
cháu Lực cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng và phần trợ duyên của quý ông bà gửi tới cho em Quân, cùng với lại ông bà giúp cho em Quân được sửa sang lại một cái ngôi nhà mà nó ấm cúng hơn cô bác ạ. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.